Xin chào các bạn, hôm nay cô lại giới thiệu các bạn tiếp cái assignment môn Java 3. Thì buổi cái phần 3 của cô thì cô đã giới thiệu các bạn là cách các bạn đăng nhập và các bạn quản lý lưu lại thông tin của đăng nhập. Thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn là khi các bạn đăng nhập vào với phân quyền của đào tạo thì các bạn vào được quản lý sinh viên, và với cái quyền của giảng viên thì các bạn vào quản lý điểm. Và tiếp tục cô sẽ hướng dẫn các bạn cách các bạn thiết kế cái phần quản lý điểm này, viết các chức năng nhé. Thì chắc là nó dài cho nên cô sẽ chia cái video này thành nhiều lần khác nhau. Thì bây giờ cô sẽ làm trước cái phần hướng dẫn về phần đăng nhập trước nha các bạn. Thì cái form cô tạm thời cô làm như thế này. Đấy, thì đây là cái hình, đúng không ạ? Đây là cái form ha. Còn cái form quản lý điểm thì cô làm cũng đơn giản như thế này thôi. Đó, các bạn chạy lên thì nó sẽ là ra cái hình này. Ồ, nó hiện. À, cái này đang bị là cái nút void. Thì cô đang không biết là nó bị cái gì mà nút void đây. Cô chưa khai báo gì mà đã là nút void rồi nè. Đúng không? Đấy. À, sinh viên sợt. À, cái này. Có thể cô đang lấy cái thông tin mà nó chưa có đây. Cái giá trị này chưa có, rồi bỏ lỗi ha. Rồi, thì người ta sẽ làm thử các bạn trước đi ha. Rồi, thì bây giờ cô sẽ vào cái trang đăng nhập nha các bạn. Thì cái cấu cô nhắc lại cấu trúc dữ liệu của cô, ở cấu trúc của thư mục của cô nhé. Thì các bạn có nè, các cái hàm điều khiển nè. Thì tạm thời cô đang để các cái hàm xử lý database. Thì cô đang để hết trong database và trong để các file down. Thì đăng nhập cô đang để trong user down. Ok. Đấy, đăng nhập là cô đang để user down. Hiện tại là cô có view all. Đúng ạ. Cô viết thêm cái hàm nữa là check login, kiểm tra đăng nhập. Khi kiểm tra đăng nhập thành công thì cô lưu cái thông tin đăng nhập vào cái biến user nha các bạn. Đấy, thì cô đang lưu vào cái biến user nha các bạn. Thì biến user này cô đang đặt static, cho nên là khi các bạn truy xuất trong cái file login.reframe thì các bạn là lưu vào biến này là cô lấy login.reframe.user. Đấy, cô lưu nếu thành công thì cô sẽ lưu thông tin vào. Ok chưa ạ? À, còn nếu như mà không thành công thì các bạn sẽ không có lưu nhé các bạn. Nếu không thành công thì bạn sẽ không có lưu. Thì đấy cô đang xử lý ta, nếu cái này có dữ liệu đúng không? Cô đang nhắc lại thì các bạn có nghĩa là cái này next được. Cho nên lưu vào đây. Đó là một cách để cô đăng nhập thôi nha các bạn. Ok, rồi. Bây giờ cô sẽ kiểm tra nè. Đăng nhập thành công rồi. Ha các bạn. Đây cái form đăng nhập của mình nằm ở đây. Cái form login đây rồi. Thì giả sử như các bạn đăng nhập thành công rồi. Đây, cái hàm kiểm tra đăng nhập của cô ở đây. Đó. Thì cô sẽ chuyển sang một cái trang nào đó. Ở đây hiện tại là cô đang chuyển sang cái quản lý điểm. Đúng chưa ạ? Cô đang chuyển sang quản lý điểm. Thì tuy nhiên bây giờ cô sẽ check xem cái vai trò này nè. User role của mình. Cái vai trò này sẽ là gì? Thì nếu vai trò này là giảng viên thì chúng ta sẽ chuyển sang bảng sang cái form là quản lý điểm. Còn nếu vai trò này là đào tạo thì chúng ta sẽ sang cái form là quản lý sinh viên. Rồi bây giờ thì cô sẽ dùng câu lệnh if ở đây thôi, rất đơn giản nhé các bạn. Thì hiện tại thì trong database cô đang lưu cái dữ liệu đây các bạn. Thì cái này là bảng user. Đúng không ạ? User. Thì các bạn coi là ở đây cái vai trò, cái role cô đang đặt là tech, và ở đây cô sẽ là để cái chữ là giảng viên và đào tạo này. Thì tùy các bạn nhé, nếu các bạn mà không muốn đặt tiếng Việt, các bạn có thể so sánh tiếng Việt có lỗi thì các bạn đặt tiếng Việt không dấu. Đó, hoặc là các bạn đấy không thì các bạn cũng dùng, nhớ là dùng so sánh chuỗi là phải dùng cái hàm equal hoặc là equal equal case ha. Ta không dùng hai cái dấu bằng bằng. Đấy, thì ở đây các bạn có thể chuyển cho cô, nếu như bạn nào role mà để cho chính xác á thì các bạn có để thì chữ giảng viên vào đây. Đấy, cái này các bạn để là đào tạo. Như vậy. Ok, có thể để như vậy để các bạn so sánh nó khỏi bị lỗi ha. Đấy. Ok. Ok.
Đấy, cô đổi cho tao bày tí thôi cho các bạn nhìn cho dễ. Đấy, được chưa? À, rồi thì bây giờ cô sẽ so sánh nè. Nếu là bằng giảng viên thì cô sẽ vào cái kia, còn bằng đào tạo thì cô vào là quản lý sinh viên đúng không? Đấy, ok chưa? Vậy cô sẽ kiểm tra thôi, if đúng không ạ? If user chấm get role vai trò này chấm equal của nó case là không phân biệt chữ hoa chữ thường như các bạn so sánh bằng, và không phân biệt chữ hoa chữ thường ở đây cô đưa vào là giảng viên. Nếu là giảng viên thì các bạn mở mở ra cái form đúng không ạ? Reframe là giảng viên, sinh viên reframe. Đó, sinh viên reframe. Ok chưa ạ? Đó, còn ngược lại else. Đấy, các bạn có thể là else if, nhưng mà ở đây thì cô để else luôn cái trường hợp còn lại. Thì các bạn sẽ vào đây. Ok, cô chạy lại nhé. Cô chạy lại đăng nhập nha các bạn. Đó. Rồi cái form nó bự ơi là bự nhá. Cái này là chưa hề thiết kế giao diện nhé. Cô chỉ thiết kế chức năng thôi nhé các bạn. Đây, cho nên các bạn cứ cái này hơi bị bự một xíu. Cô vào cái bàn này, bàn dương. Password 123. Bạn này là giáo viên cho nên bạn sẽ vào cái form là điểm đúng không? Check một cái, đăng nhập thành công. Sao lại quản lý sinh viên, coi nào. Cô bị nhầm. Đó là quản lý sinh, nếu là đào tạo thì mới là vào quản lý sinh viên. Sorry. Cái này là đào tạo. Đào tạo thì mới vào là quản lý sinh viên. Còn giảng viên sẽ là vào điểm nhé. Đây, bàn dương, 1, 2, 3, ok. Đó, thành công nhá. Rồi, có phải là vào điểm không các bạn? Quản lý điểm. Ok, cái này là cô test thôi. Cái này cô test cho vui thôi nhé. Đó, thì bây giờ mình đang vào cái chức năng là quản lý sinh viên. Cho nên là các bạn sẽ vào, nếu mà đăng nhập thì các bạn sẽ là vào đào tạo nhé. Đấy, các bạn sẽ vào đào tạo. Ok, thử nhé. Nếu bạn vào đào tạo nè, login, đào tạo nè các bạn, thì các bạn sẽ vào với cái bảng này là bảng quản lý sinh viên. Ok, rồi thì bây giờ cô sẽ vào ta xem cái database mình thiết kế đúng chưa, cái bảng sinh viên student của mình đúng chưa nhé. Đây, hiện tại là cô chỉ có một dòng dữ liệu thôi. PS nè, Vũ Văn Dương nè, đấy, số điện thoại nè, giới tính nè, địa chỉ nè, hình chưa có nhá, mấy cái này chưa có. Đây mình đã đủ rồi, đủ các cái cột rồi, ha, đủ cột rồi. Thì bây giờ cô sẽ thiết kế từng cái chức năng một nhé các bạn. Đây, thì các bạn nhìn đến giao diện này nè, thì các bạn sẽ thấy các bạn có những cái chức năng như sau. Chức năng thứ nhất đó là chức năng các bạn làm mới, đây, new nè. Chức năng làm mới, ok. Chức năng thứ hai là chức năng các bạn lưu lại thông tin, click chuột nhập hết là save, lưu lại thông tin. Chức năng thứ ba là chức năng là update, là sửa. Chức năng thứ tư là delete, xóa. Chức năng thứ năm các bạn nhìn thấy đây nè, là upload hình. Chức năng thứ sáu là các bạn gì đấy, đổ dữ liệu lên lên table. Rồi ngoài ra các bạn có chức năng thứ 7, nhiều chức năng khác nữa nha. Là có thể click chuột vào đấy, nó hiển thị dữ liệu lên đấy, đúng không? Rồi chức năng validation form, đó. Các bạn có rất nhiều chức năng, ok? Thì với những cái chức năng mà các bạn mà tương tác với database, nè, thì cô sẽ để trong DAO, ok? Để trong DAO, ví dụ cái này lấy dữ liệu thì cô để là get all ha. Hay là ở trong này cô đang để là view all đúng không? Rồi, thêm, đây, thêm, sửa xóa, đúng không? Save, đó, update đúng không? Sửa xóa, đó. Ok, cô thiết kế đúng như trong cái giao diện nhé. Đây,
cô thiết kế giống như trong giao diện là new là save là delete là update là đúng không? Đấy, chỉ có điều là không có đẹp thôi, đúng không? Chỉ có điều là không có đẹp lắm thôi. Đấy, vậy thì mình nhìn vào đây là mình biết được mình đang làm những chức năng gì nhá. Đó, thì bây giờ cô sẽ thiết kế như sau. Đây, các bạn nhìn nhé, các bạn nhìn cái thiết kế này. Vậy thì tất cả những gì liên quan đến database thì cô biết ở trong student DAO. Mình sẽ có là view all, rồi insert, update và delete, đúng không ạ? Thì view all các bạn, cô cũng viết lại cái view all nhé. Cô viết trước xong cô mới gọi sau. Tức là cô sẽ tách riêng ra nhé các bạn. Ok, vậy thì cái view all cô viết cũng tương tự như là user DAO này các bạn ạ. Đấy, view all nhé. Và mình sẽ trả về cái gì các bạn? À, trả về danh sách các cái student nhé. À, ở đây cô đang chứa nó trong cái relist ha. Thì cô sẽ viết lại nè. Các bạn có thể copy, nhưng mà bây giờ cô sẽ viết lại để giải thích code cho các bạn rõ ha. Đây, student DAO nè. Bây giờ các bạn rõ ràng là cái này các bạn sẽ trả về là array list ha. Array list. À, cái này các bạn để là student. Student. À, cô coi student có chưa nha. Student. À, có rồi. Cô để trong model, đúng không? Ok, import nó vào đây. Đó, và ở đây các bạn viết code cho cô. À, thì ở đây thì các bạn phải, thứ nhất là các bạn phải khai báo. Khai báo một cái danh sách, đúng không? Để các bạn lưu trữ cái danh sách các bạn lấy ra. Ở đây là trả về cái gì thì cô sẽ lưu ở trong cái đấy. Đó, đấy, cô để cái danh sách bằng new array list ha. Ok. Chưa? Rồi, bây giờ các bạn cũng phải connection, cũng phải tạo connection nhé. Đây, đây, các bạn phải tạo connection. Thì connection có tách riêng ra cái hàm, thì các bạn chỉ cần gọi tên của class, rồi gọi đến hàm get connection thì nó trả về một connection. À, các bạn viết ra. Rồi các bạn cũng tương tự cũng tạo cái statement. Xong các bạn cũng làm các câu lệnh select, đúng không? Rồi cũng tạo result set. Và sau đấy các bạn phải dùng một lọc while. Ok chưa? Thì cái này cô copy nhé. Đấy, cô copy cho nhanh. Mình phải gõ lại từng cái mà. Ok, cô sẽ copy. Thế ở đây cô để là list. Thì bên này cô cũng có thể để là list cho các bạn nhìn cho dễ ha. Ok. Thế đây cái danh sách này nè. Cô để là list cho nhất quán ha. Thì đây nè. À, mình sẽ list student. Cho nên mình sẽ không tạo user. Cái này cô comment lại nè. Ok chưa? Rồi. Các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ là như này. Mình cũng connect database như bình thường. Sao để các bạn, cái này không phải là select user mà mình sẽ là select student, đúng không? Select student, select sao from student. Sau đấy nó sẽ cũng tạo một cái result set. Thì result set nó là một cái tập kết quả. Thì kết quả trả về của nó sẽ là một table gồm các hàng và các cột. Thì ở đây cô select toàn bộ cái các cột ra, thì có nghĩa là nó sẽ trả về hết. Ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cột thì nó sẽ trả hết về 7 cột nhá. Nó trả hết về 7 cột, thấy không ạ? Thì bây giờ cô sẽ lấy từng cái phân tử của nó ra. À đây, à, và cột nó bắt đầu từ 1 nhé các bạn. Ở đây cô sẽ để là gì đấy ạ? Mã sinh viên đúng không? Mã sinh viên. Ok, get 1 đúng rồi. Cái thứ hai nữa là họ tên đúng không ạ? Họ tên thì get 2. Get string nhé, ở đây cô đang để string hết nhé. Email cũng để string. À, các bạn get 3. Đúng chưa? Rồi cô copy nè. Rồi cái thứ tư là số điện thoại, đúng không? Đấy, số điện thoại. Cái này là get 4 ha. Rồi đến cái gì ạ? Giới tính. Giới tính thì các bạn đến để bit. Ở bit ở đây nó đang nhận là chuộc phone. Chuộc phone. Ok. Thì các bạn để là giới tính đúng không? Giới tính. Ở đây các bạn để là RS get. À, get woolen. Get woolen. Woolen. Đúng không? À, ở đây các bạn để cột của nó sẽ là cột mấy ạ? Cột 5. À, get woolen thì ở đây các bạn phải để là boolean. Ok. Rồi cột thứ 6 là địa chỉ, là string luôn, đúng không ạ?
Cái này các bạn để là khổ thứ 6. Cái này là địa chỉ. Đó. Và cột thứ 7 của chúng ta sẽ là hình. Hình thì tạm thời các bạn đang lưu ở là chuỗi, là tên hình. Tên hình hoặc đường dẫn của hình thì ở đây cô sẽ lưu cái tên hình nha các bạn. À, đường dẫn các bạn sẽ nói sau, cô sẽ nói sau về cái đường dẫn. Trước mắt là các bạn cứ lưu hình cái đá, cái chuỗi đó. Rồi. Và bây giờ cái này thì các bạn thì không thể nào là user được, mà các bạn phải để là đối tượng, tại vì mỗi phần tử của mình là student mà các bạn. Chỗ này các bạn sẽ để là student. Student. Đó, new student. Student. Rồi các bạn truyền các tham số vào. Thấy không ạ? Đấy. Ok. Và cái này các bạn đang để là boolean. Khoan, cô coi nè. Coi cái này đang để là cái gì nhé. À, giới tính nè. Các bạn đang để integer. Thì chỗ này cô để boolean nhé. Boolean. Ok. Ở đây cô cũng sửa thành boolean luôn. Thì nó mới đúng, không nó sai nè các bạn. Đó. Và dưới này các bạn cũng sửa luôn là return cái boolean. Và cái này đổi số truyền vào cũng boolean, sửa luôn là hết lỗi ha. Rồi. Thế đây các bạn sẽ để cái này là giới tính vào đây. Đổi số mình sẽ để giới tính vào đây. Ok chưa? Xong. Và các bạn add vào cái danh sách. Add vào sách. Và cuối cùng các bạn sẽ return cái danh sách này. Return cái list này ha các bạn. Đấy là cô đã viết xong rồi. Cô đã viết xong hàm để lấy dữ liệu ra rồi. Nó trả về diện toàn bộ danh sách nếu có. Đó, các bạn thấy viết rất đơn giản đúng không? Viết tách hàm ra. Và kết quả trả về của cô là một cái array list. Rồi. À, bây giờ cô sẽ viết một cái hàm đổ lên table. À, thì nếu như các bạn có thể đổ lên table, các bạn thể viết chung hoặc viết riêng đều được ha. Đấy. À, các bạn có thể viết chung vào student cũng được. Hoặc là các bạn student reframe ha, sinh viên à. Đó. Là đổ vào table cũng được. Hoặc là các bạn viết riêng ra. Ok, bây giờ cô viết chung cho các bạn nhìn đấy nhé. Cô viết chung cho các bạn nhìn đấy nè. Sau các bạn muốn tách thì cô sẽ hướng dẫn các bạn tách ra. Tách ra nhìn nó sẽ gọn hơn rất là nhiều ha. Đấy. Thì cô sẽ viết một cái hàm load data to table. Ok. Cô viết các bạn một cái hàm. Cái hàm là load data to table nhé. Đây. Cô viết là cái hàm là private void load to table đi. To table đi. Đó. Đấy. Thì cô sẽ cần load hai thành phần. Hai thành phần. Thì thành phần thứ nhất cô sẽ load cái cột. Cột. Cột tùy các bạn lấy đồng hay lấy tĩnh thì đều tùy. À, hiện tại cô đang set tạm thời set của nó có 7 cột. Hiểu không? Cô set luôn 7 cột, không sao hết. Các bạn muốn lấy bao nhiêu cột tùy nhé, nhưng hiện tại cô đang set là 7 cột. À, còn nếu bạn nào muốn set 4 hay 5 cột, các bạn chỉ cần giảm số cột đi thôi. À, bây giờ cột cô sẽ tạo một cái string. Cái mạng. À, mạng để lưu số cột. À, column name. Đúng không? Đó, sẽ gắn bằng. À, mạng ở trong Java thì đánh dấu bằng dấu mốc nhọn. Ok. Cô sẽ đánh dấu nào. Mã. Mã. Đúng không? Sinh viên. Rồi, họ tên. Rồi. À, gì ta? Email. Email phải. À, số điện thoại. Rồi. À, giới tính. Ok, và cuối cùng là cái hình. Hình hiển thị ra đây thì không có được. Mà hình mà hiển thị ra đây nó không có hay, nhưng tạm thời cũng lấy ra đi ha, lấy hết. Thì nếu mình bỏ hình ra thì cô sẽ chỉ cách bạn bỏ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thiếu cái địa chỉ nữa nhé các bạn. Rồi tính đến địa chỉ nữa. Địa chỉ. Ok, rồi. Nó hơi dài, cho nên các bạn sau này các bạn bỏ bớt đi. Ha. Coi cái mẫu có thể hiển thị bao nhiêu nhá. Cái mẫu nè. 2, 4, 6, 7. Ồ, cái mẫu hiển thị hết. Hình thì các bạn thấy là đây chỉ hiển thị tên hình thôi. Nó không hiển thị được ra cái hình. Ok. Dạ. Rồi. Đủ hết nhá. Thì bây giờ cô mới. Đầu tiên là các bạn lưu ý nè.
cô muốn đổ dữ liệu hay làm việc với cái bảng thì thường thường cô sẽ lấy cái model của bảng. Thì các bạn có thể tạo cái model của bảng nhé. Thì ta sẽ có là table default table chứ, default table model, default table model này các bạn. Đó. Các bạn đặt là table model sẽ gắn bằng tên của table nhé các bạn. Table sinh viên chấm get model, ok. Xong rồi các bạn ép kiểu thành anh này, table model. Đây, cái này là ép kiểu nhé. Ép kiểu thành table model. Ok. Rồi, thì mình sẽ làm việc qua cái model này. Thì các bạn set cái column name nè. Thì ta thấy là table model chấm set cái column identifier. Thì các bạn thấy là có hai đối số, một là vector, hai là object, là mảng. Thì cô sẽ đưa mảng vào. Đó, là xong. Các bạn vừa xong cái phần set tên. Cái này là tên cột ha. Set tên cột. Ok. Đó. Rồi, bây giờ đến cái phần tiếp theo là set dữ liệu. Dữ liệu ha. Thì dữ liệu của mình ấy là các bạn cô lấy từ cái student down này ra. Ok. Được chưa? Cô sẽ có một cái mảng thế này. Vậy thì cô sẽ lấy dữ liệu ra. Cô sẽ tạo một cái ArrayList. ArrayList, đúng không? ArrayList. Student. Student. Đúng không? Student. Student. Đó, cô tạo một cái ArrayList. Đúng không? Một cái danh sách. Bằng new. Cô gắn trực tiếp luôn. Cô gắn trực tiếp luôn bằng student down. Student down. Student down. Ok. Nó nhảy nhảy ha. Chấm. View all. Đó. Cô lấy ra cái danh sách này luôn. Sau đấy thì cô sẽ add nó. Cô dùng vòng lặp cô add nó vào từng dòng một nhé. Thì cô sẽ for cái này. Hoặc là cô dùng for x cái này nhé. For for x nè. Student. Student hai chấm list danh sách. Đó. Cái này được gọi là for x hay gọi là for in đó các bạn. Tức là cô không dùng for y bằng không, y nhỏ hơn nữa mà cô làm từng cái này. Dễ hơn đúng không? Rồi, cô lại tạo một mảng các phần tử khác. Cô tạo một cái mảng. Bởi vì các bạn biết là vì sao không? Trong cái bảng này nó chỉ nhận hai cái đối số thôi, một là hoặc là mảng hay là vector, mà mình là đang ArrayList thì nó sẽ không nhận. Đúng không? Thì các bạn biết nhá. Thì bây giờ nào. Tức là mình phải đổ lên bảng đúng không? Mình phải đổ lên bảng. Ví dụ như thế này, cô nhìn đây dễ nhé. Thì có phải là một ArrayList của mình ấy thì mỗi phần tử ArrayList là cả một cái dòng này. Mà mình đổ trên row từng dòng, mình phải đổ từng cái một. Thì bây giờ cô sẽ giả sử đây là một ArrayList nhé, cô sẽ duyệt toàn bộ ArrayList. Xong rồi mỗi phần tử của ArrayList là cái này. Cô sẽ tạo một cái mảng. Từng phần tử này, 1 2 3 4 5 6 7 này. Cô sẽ tạo một cái mảng 7 phần tử này. Đúng không ạ? Đấy. Vậy thì ở đây trong cái code này nè. Trong cái code này nè, thì ở đây cô sẽ duyệt từng phần tử của danh sách. Xong rồi mỗi phần tử này cô sẽ ép nó vào một cái mảng. Mảng này cô sẽ đặt là object. Cô sẽ giải thích tại sao cô lại đặt là object. Lý do vì thế này nè. Tại sao đặt object? Bởi vì là cái dữ liệu của mình ấy ở đây là nó không giống nhau. Cái thì là giới tính, cái thì chữ, đúng không? Cái thì boolean thì nó không giống nhau. Thì cô gom nó chung về một kiểu là object. Nó đều hiểu hết nhé các bạn. Từ object là cha của mọi đối tượng mà. Nó là class cha của mọi cái class khác. Cho nên là string cũng có thể hiểu là object. Và boolean cũng có thể hiểu là object. Cho nên trong trường hợp này tôi sẽ ép kiểu thành object hết nha các bạn. Đó. Vì các kiểu nó không giống nhau. Ok chưa? Rồi. Cái này cô sẽ để là row data nhá. Đấy. Mỗi dòng của nó sẽ bằng.
À, cô sẽ ép nó về mảng nhé. Đây, thứ nhất, phần tử đầu tiên sẽ là mã, đúng không? Thì ta sẽ là, đấy, st là student.get mã. Get mã, đúng không? À, cô được từng phần tử rồi mà, đúng không? Cô được từng phần tử rồi. Và phần tử thứ hai của mình sẽ là st.get họ tên, rồi st.get email, email, rồi st.get giới tính, rồi cô xuống dòng nhé. Vậy vậy rồi tá vô nhé, nhìn cho dễ nè. st chấm ghép địa chỉ ha, rồi st chấm ghép hình đó. Đó là cô sẽ lấy, cô ép hết về mạng. Đây, từ mỗi phần tôi lấy, cô lấy từng phần tử của cái object này ra, cô ép vào mảng row, bởi vì là row ở trong cái table này chỉ nhận cái mảng hoặc là vector thôi, hoặc các bạn ép về vector cũng được. Và đây các bạn có table model, model chấm, cái bây giờ các bạn mới là add row này các bạn này, thấy không? Add row nè. Ok, vậy là xong rồi các bạn, xong rồi đó. Ok chưa? Rồi bây giờ cô sẽ gọi hàm này ở đâu? Gọi hàm này ở trên này. Tức là khi nó chạy cái frame này, nó sẽ gọi luôn cái hàm load này. Để các bạn chạy xem đúng không nhé. Hiện tại là mình đã có một dòng dữ liệu rồi. Các bạn xem một cái dòng dữ liệu này đã chạy ra chưa nhé. Cô chạy trực tiếp cái này luôn. Shift F6. Đó, chạy trực tiếp luôn. Ok, rồi. Ồ, các bạn thấy là có một dòng dữ liệu đây rồi. À, tuy nhiên nó dư mấy cái dòng này. Thì bây giờ để dư mấy đây, cột đúng rồi nhá, cột đúng rồi nè. À, mấy dòng này còn dư thì cô sẽ clear hết nha, clear hết dữ liệu trước khi cô load dữ liệu. À, thì trước khi load dữ liệu này ha, cô sẽ thêm cho nó một dòng là table model chấm set row count bằng không, tức là set về không trước xong mới đổ dữ liệu lại. Rồi chạy lại nè. Đó. Lốt dữ liệu xong rồi nha các bạn. À, giả sử như bây giờ cô nhập thêm một cái dữ liệu khác vào database. Địa chỉ là, ví dụ cái này là Hồ Chí Minh. Đúng không? Hình là abc.jpg, cô đặt cho vui thôi. À. Được chưa? Số điện thoại có thể là 0901231234. Bốn như vậy. Rồi cô đặt thêm một người thứ hai nữa là PS002. Đó. À, Nguyễn Văn An. Nhập cái này nó có thể bị lỗi dữ liệu đó. Đó, ANV PS0002 an.edu.vn 0120120123 như vậy. Cái này là phone chu luôn đi ha. Đó, Bình Định chẳng hạn. Đó, 123.jpg. Ok, rồi các bạn chạy lại dữ liệu nhé, chạy lại xem đúng không nhé, có phải đúng là hai dòng dữ liệu cô vừa nhập vào không nhé. Thế đấy, đã có hai dòng dữ liệu nhé các bạn, thấy chưa? Đó là dữ liệu đã nhập đúng rồi, các bạn load được rồi. À, vậy là mình đã, đây các bạn nhìn thấy nè, cô viết cái hàm load to table là cô viết ở trong cái sinh viên reframe, nhưng cái hàm mà để lấy dữ liệu ra từ database á, thì cô viết ở trong cái student down này. Cô gọi đây, đấy, student down này các bạn, đấy, cô gọi đây, thấy chưa? Đó. À, thì bây giờ đến cái khúc này rồi thì cô tạm dừng cái video ở đây. Thì nếu có sẽ quay tiếp cái video insert và update nha các bạn. Ok.